đã tăng ca liên tục 7 ngày 7 đêm. Công ty lo lắng nhân viên mệt chết, vội đưa cô ấy đến trước chiếc thang máy đặc biệt. Cô ấy lết cơ thể mệt mỏi vào trong. Kỳ lạ là khi cửa thang máy vừa mới đóng lại, chưa đến một giây đã mở ra ngay lập tức. Trong vòng một giây đó, quầng mắt đen sì của cô gái đã hoàn toàn biến mất. Quần áo trên người cũng thay sang bộ khác, thậm chí còn cảm thấy tinh thần hiện giờ vô cùng tràn trề. Haley từng vô số lần muốn thoát khỏi công ty này, nhưng mỗi lần khi đến trước cửa, lúc do dự rồi đẩy cửa rời đi, phát hiện giây tiếp theo lại về đúng chỗ cũ. Cho dù thử bao nhiêu lần, đều không thể bước khỏi cánh cửa này. Hơn nữa mỗi khi đến thời gian tan làm thứ 6, cô ấy sẽ đột ngột bị điều chỉnh thành thời gian đi làm vào thứ 2. Không có cách nào hưởng thụ kỳ nghỉ cuối tuần. Hơn nữa trạng thái cơ thể của cô ấy cũng không gục, cho dù có làm việc liên tiếp một tháng, vẫn cảm thấy sức lực tràn trề. Cuối cùng cô ấy bắt đầu hỏi trưởng bộ phận, rốt cuộc như nào mới có thể từ chức ở công ty này. Cách nghĩ này thực sự quá đáng sợ. Mark và đồng nghiệp đều không dám suy nghĩ đến việc như từ chức. Phải biết những nhân viên được vào làm ở công ty này, nhân cách đều bị một chia thành hai, một nhân cách phụ trách đi làm, thời gian tan làm sẽ đổi về nhân cách trong cuộc sống thường ngày. Ký ức của hai bên sẽ cùng bổ trợ lẫn nhau, cho nên cô ấy mới cảm thấy bản thân chưa từng được tan làm. Mà một khi từ chức rời khỏi công ty này, nhân cách công việc cũng sẽ biến mất, bằng với việc cô ấy sẽ trực tiếp qua đời luôn ở đây. Nhưng nếu như thực sự muốn đi cũng không phải không có cách, chỉ cần nhân cách công việc và nhân cách cuộc sống đồng thời đệ đơn xin nghỉ việc thì sẽ có hy vọng rời khỏi công ty này. Ban đầu Haley còn có chút do dự, nhưng thời gian dài cô ấy phát hiện trong công ty này thực sự quá nhàm chán, đồng nghiệp bên cạnh giống như một đám người không có linh hồn, vẫn nên trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc thì hơn. Đơn từ chức một ngày sau đã có kết quả, Mark không dám tin anh ta còn chưa từng nhìn thấy đơn từ chức. Nhanh như thế đã có được trạng thái phê chuẩn, Haley vô cùng sung sướng. Xem ra bản thân ở bên ngoài cũng rất thông tình đạt lý. Cuộc sống như này cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Nhưng cô ấy vẫn vui quá sớm, nhân cách cuộc sống ở bên ngoài đã tự tuyệt từ chức. Haley vừa tức giận vừa bất lực, trực tiếp xông vào nhà vệ sinh. Mark vô cùng không yên tâm, cô ấy đã ngơ ngẩn trong nhà vệ sinh hơn một tiếng rồi. Thực ra là đang viết thư cho bản thân mình ở bên ngoài. Mark sợ hãi cấp dưới nghĩ không thông, cũng đã làm sẵn công tác chuẩn bị tâm lý. Cho dù Haley nhấn mạnh quần áo mình đang xộc xịch, anh ta vẫn trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong. Không ngoài dự liệu, anh ấy phát hiện Haley đang giở trò, nhưng máy phân biệt có thể kiểm tra được bất cứ chỗ nào có chữ. Một khi bị kiểm tra có mang theo chữ ra ngoài công ty thì sẽ bị trừng phạt, cho dù hai cánh tay ghép lại thành một hàng chữ cũng không được. Haley không định cứ từ bỏ như thế. Lúc không có ai chú ý, cô ấy ở trên giấy nhớ lại viết thư, dùng mắt đảo xung quanh, nhân lúc không ai chú ý cuộn giấy nhớ lại nhét vào nắp bút, sau đó xé xuống một chút băng dính, bức thư được gói cẩn thận, bẻ gãy phần que thừa ra của nắp bút, nhanh chóng đứng lên đi về phía uống nước, muốn mượn ly nước này nuốt nắp bút có thư kia xuống bụng. Phía sau lại có tiếng chuông quen thuộc vang lên. Mark coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói với Haley, máy nhận biết đến chữ trong người nhân viên cũng có thể kiểm tra ra được. Haley giả vờ bình tĩnh, sau khi phát hiện trong người nhân viên có chữ, công ty sẽ cưỡng ép lấy chữ ra khỏi cơ thể. Hơn nữa lúc lấy chữ ra còn dùng một số thủ đoạn tàn nhẫn. Phải biết công ty không có nhẫn nại, đợi cô ấy tự đào thải thứ đó ra ngoài. Mark đưa tay ra, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn nhổ nắp bút trong miệng ra. Kế hoạch bỏ trốn lại lần nữa thất bại, nhưng Haley vẫn không định cứ thế từ bỏ. Lúc các phòng được tham quan tượng điêu khắc của công ty, vì có một số vấn đề liên quan đến lý tưởng, hai người này đã xảy ra tranh cãi. Haley nhân cơ hội đó lại bỏ chạy ra ngoài. Lúc Mark đang cãi hăng say, bỗng nhiên phát hiện nhân viên không nghe lời kia biến mất rồi. Xông qua một khúc cua rồi lại một khúc cua, Mark như phát điên đuổi theo ngay phía sau. Nhưng Haley dù sao cũng nhanh hơn anh ta một bước, quay đầu cầm lấy bình cứu hỏa, trực tiếp phá hỏng cửa kính. Chuông cảnh báo vang lên khắp tầng lầu. Cấp trên đang xem sách cũng vội vã đứng lên. Haley mang tờ giấy đã viết sẵn ném ra bên ngoài. Cánh tay của cô ấy bị mảnh kính vỡ cứa cho thương tích khắp người. Mark xông qua đó cưỡng ép kéo cô ấy quay lại. Bảo vệ đã đứng ở phía trước. Hiện giờ cô ấy phải chấp nhận trừng phạt. Cũng đúng lúc này, Haley nảy sinh thù hận với người đang đứng trước mắt này. Nhưng Mark thực chất đang dùng cách của mình bảo vệ cấp dưới. Cô ấy bị đưa vào phòng nghỉ ngơi. Đây là một trừng phạt vô cùng khủng khiếp. Cấp trên đã đợi cô ấy bên trong, dùng thuốc khử độc giúp cô ấy xử lý vết thương xong, thì chính thức bước vào thời gian trừng phạt. Trong thời gian trừng phạt, cô ấy phải đặt hai tay lên một thiết bị đặc biệt. Cấp trên chuẩn bị xong, đeo tai nghe lên mở đoạn băng ghi âm lên. Haley hiện giờ cần đọc đoạn thanh minh hối cải, mở đèn pha lên tránh cho người hối cải mất tập trung. Muốn rời khỏi phòng nghỉ ngơi vô cùng đơn giản, chỉ cần đọc xong đoạn thanh minh hối cải này là được. Haley bắt đầu đọc, thanh truyền trên tập tranh ảnh tài liệu không ngừng chuyển động. Sau khi hoàn thành một vòng xong, cấp trên phán đoán ra đây không phải lời thật lòng. Cô ấy cần đọc lại lần nữa, Haley chỉ đành tiếp tục. Nhưng rõ ràng những hối cải này không xuất phát từ nội tâm. Cô ấy cần đọc lại lần nữa. Rất nhanh đã đến thời gian tan ca rồi. Mark vẫn ngồi im tại chỗ, lo lắng cho nhân viên mới kia. Hình như Haley cái vảy rồng ngược này như thức tỉnh thứ gì đó trong trái tim anh ấy. Đồng nghiệp đều đã rời khỏi phòng làm việc. Mark lấy bức ảnh mới chụp ra, chuẩn bị đổi bức ảnh cũ của những đồng nghiệp cũ đã từ chức đi. Lúc đang đổi ảnh, phát hiện phía sau bức ảnh cũ kia có một tấm bản đồ, bên trên viết rõ vị trí các phòng ban trong công ty, còn có một khu không biết tên là gì. Mark không lựa chọn đưa bức ảnh cấm này giao cho cấp trên, mà đặt nó vào cùng bức ảnh mới. Haley đã đọc liên tục một ngày một đêm, cơ thể và tinh thần đều bị hành hạ đến nghiêm trọng. Cấp trên vẫn chỉ nghiên cứu hình vẽ trên tập ảnh tài liệu. Cô ấy phải tiếp tục đặt tay lên thiết bị kia, lần nữa lặp lại đoạn thanh minh hối cải này. Nhìn thời gian trên đỉnh đầu, biết Haley không thể chống cự được bao lâu nữa, tắt cái đèn chiếu pha kia đi, đưa cô ấy tạm thời tan làm, đến trước cửa tan làm về nhà. Khi thang máy vừa đóng lại cũng lập tức được mở ra.
Đối với nhân cách công việc như cô ấy mà nói, thời gian chỉ có một giây mà thôi, nhưng cơ thể và tinh thần đã khôi phục như cũ. Cho dù đã lặp lại hơn 500 lần, cấp trên vẫn chờ đợi lời hối cải thật lòng của cô ấy. Lại qua thêm 500 lần nữa, Haley đã rơi nước mắt đầy mặt, dường như thực sự nhận ra sai lầm của mình rồi. Cô ấy không ngừng nói xin lỗi, không ngừng lặp đi lặp lại. Mỗi một chữ đều phát ra từ trái tim mình, nhưng người hối cải cấm được thay đổi lời xin lỗi trong tiếng thanh minh. Cô ấy lại đọc lại một lần nữa, không biết qua bao lâu cuối cùng cũng được rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Mark hỏi cô ấy đọc bao nhiêu lần, cũng không đến 2.000 lần. Lúc nghỉ ngơi bữa trưa cô ấy nói đến phòng nghỉ ngơi với đồng nghiệp. Sau khi vào phòng nghỉ ngơi vô số lần, anh chàng đã nắm được bí quyết. Anh ấy thích tưởng tượng bản thân cướp mất vợ của người khác, sau đó thấy vô cùng có lỗi với chồng của người đó. Chỉ cần mang theo tâm tình đó đọc thanh minh, thường chỉ cần một buổi chiều là có thể được rời đi. Mark không tán đồng với cách này, chỉ cần mọi người tuân thủ quy tắc của nhân viên. Phòng nghỉ ngơi chỉ là một nơi nghỉ ngơi mà thôi. Tin rằng sớm muộn sẽ có một ngày những nhân viên cấp dưới này đều có thể hưởng thụ được cái tốt của tuân thủ quy tắc. Nhưng một chuyện đáng sợ nữa đã xảy ra. Đồng nghiệp trong phòng hội nghị phát hiện vật cấm. Đây thực chất là quyển sách cấp trên quên mang đi lần trước. Ông ấy bây giờ vô cùng sợ hãi, vội vã quay về thông báo cho đồng nghiệp. Cũng đúng lúc này, Haley phát hiện tấm bản đồ giấu trong khung ảnh kia. Mark vội xông qua đó muốn cướp nó lại. Bản đồ cũng là một vật cấm tuyệt đối. Anh ấy giải thích đây là thứ mình vô tình nhặt được. Đồng nghiệp chất vấn anh ấy không giao nộp nó cho cấp trên. Không ngờ được Mark lại đạo đức giả như thế. Mỗi ngày là nhảy người khác tuân thủ quy tắc, còn bản thân âm thầm vi phạm. Ban đầu Mark làm vậy thực sự chỉ vì không muốn cô ấy vào phòng nghỉ ngơi. Những địa điểm trên bản đồ là những nơi thường bị cấp đi vào, thậm chí còn có một khu không rõ là gì. Cô ấy cảm thấy đây có thể là cách rời khỏi công ty. Mark lại cho rằng những thứ này chỉ toàn viết linh tinh. Haley lập tức cảm thấy người trước mặt này càng thêm đáng nghi. Anh em làm cùng trước đây từ chức bỏ trốn, anh ta lại chẳng quan tâm manh mối được để lại này. Thực sự là một nhân viên mẫu mực biết nghe lời. Mark tức giận cướp lại bức ảnh, lấy máy cắt giấy ra còn nhấn mạnh mình thực sự chẳng quan tâm những thứ này. Không đến 3 giây sau, tấm bản đồ quan trọng kia đã biến mất ngay trong chớp mắt. Hai người nhìn nhau không nói, âm thầm chơi chiến tranh lạnh. Đúng lúc này một đồng nghiệp đi vào, đưa họ đến phòng hội nghị đặt cuốn sách bị cấm kia. Trong vòng một ngày đồng thời xuất hiện hai vật bị cấm. Công ty quy định trừ nghiệp vụ công ty ra, cấm đọc tất cả những thứ có chữ khác. Mark lập tức cầm cuốn sách lên, hành vi này khiến đồng nghiệp giật mình. Đồng nghiệp nhìn ra anh ấy đang muốn phản kháng, vì Haley nói anh ấy là một cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời. Mở trang đầu của cuốn sách ra, phát hiện cuốn sách này là người khác tặng anh ấy. Có người cho rằng đây là bài kiểm tra lòng trung thực của công ty. Loại văn bản mang theo sự sùng bái mù quáng này, không đáng để mắt tới, phải lập tức nộp cho cấp trên. Không biết là do tức giận hay do lý do nào khác, anh ấy lựa chọn giữ lại cuốn sách đó. Trong rất nhiều ngày sau đó, anh ấy đã chậm chậm mê mẩn những văn bản không đáng để mắt tới kia. Thường xuyên nhân lúc đồng nghiệp đều đi ăn cơm, trộm mang nó vào nhà vệ sinh đọc lén. Tác giả đem nhân sinh quan của mình viết thành một cuốn sách, trong đó có những chữ đả kích mãnh liệt vào trái tim Mark. Sự khác biệt giữa người và máy móc chính là máy móc không thể độc lập tư duy. Người tốt sẽ tuân thủ nguyên tắc, người vĩ đại sẽ tuân theo nội tâm, và người ngạo mạn trừ nói dối và cuồng ngôn ra thì chẳng có gì. Nếu như bạn phát hiện bản thân cúi đầu tuân thủ thứ gì đó, vậy thì mau chóng dừng lại tự hỏi chính mình. Phải làm ra thay đổi rất có khả năng chính là bản thân bạn. Cuốn sách đó như mở ra một thế giới mới, mở được linh hồn của Mark, và một hạt giống phản kháng cũng âm thầm nảy mầm trong lòng anh ấy. Nghe nói bản thân trong công ty lại muốn thông qua cắt đứt ngón tay để đe dọa cô ấy đồng ý nghỉ việc. Hành vi này thực sự là không thể chấp nhận được. Cô ấy vô cùng hiểu nhân cách làm việc, cảm thấy bất mãn với cuộc sống. Nào có ai thích 24 giờ làm việc không ngơi nghỉ chứ? Hơn nữa còn không được hưởng nghỉ phép, thậm chí là không được ngủ. Nhưng nhân cách đi làm đối với Haley mà nói không phải con người, cao cấp nhất chỉ là một phần ý thức mà thôi. Người đưa ra quyết định đương nhiên cũng sẽ là bản thân ngoài công ty. Haley không muốn giải thích nhiều.